Có được ăn không? Ở đây có gì? Bún bánh nướng. Bún bánh nướng không? Bún. Bún. Mà cái này bún nướng. Vậy một tô một bún một bánh nướng. Dạ. Trong này có luôn. Có bánh nước, có bún luôn. Này dân tại miệng. Có kiểu đầy đủ luôn à. Đó, đó. Được. Nó xứng sáng đó chị có để đợt được đợt nhiều đó thì nó đợt đợt chị nó bị nó gái đi. Anh tại anh có em ai gà anh biết anh có thấy không, không có em mà anh có thấy đó là anh xin lòng đi. Anh đâu có gấu. Ai biết gấu. Ai biết à, không có gấu vậy nhiều mấy ngầm hay á, không có gấu vậy mà ngầm à, ngầm mấy có gấu gai dễ vậy thôi. Anh ngầm chỗ nào? Ai biết anh có ngầm với em không? Sao không ngầm cho trời ơi dạng này tơ rồi. Ngầm cho ngầm chỗ nào? Anh nói mà trong bụng suy nghĩ thành lung. Tính toán đủ thứ. Chị đang cho đi trong bụng em ra mà em đi trong bụng ra mà để đại. Thì đó trời ơi cũng biết em muốn đại lắm mà tại em không ngại em không nói thôi. Chị đi trong bụng em ra cho nên chị diễn chị biết. À, bún gì ăn không hỏi hồi nãy bún gì? Bún bì cái gì đó, bún giống kiểu nghe nước à. Bún nước không bún gì? Bún kiểu bún nè, bún nước mắm à. Đèn này nó chết giật giật nữa kìa. Ngon nè, ghé quán này ngon nè. Ăn chưa biết ngon gì. Cái nó tốt cái ghê hậu. Chân 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 chân. Đang gì có hộp đúng một bé đó, từ đó mua đó. Là một bé phu à? Nhưng bé đó, phu.
không ngon bằng cái kia. Còn chút à? Thấy gì đâu? Che lại nữa hả? Em che á, em che bên bên á. Được không? Mấy đứa mình gửi cho. Hãy subscribe cho nhà đang hạt chia nữa. Cái giấy này nãy là anh lau miệng hay lau tay vậy? Nhỏ nha. Sao sức rồi nha.